Ngày 3 tháng 1, người nhà ông Trần Văn Hiệp, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đã nộp 4,2 tỷ đồng thông qua cơ quan điều tra Bộ Công an để khắc phục hậu quả cho ông Hiệp. Như tuổi trẻ online đã thông tin, ngày 2 tháng 1, ông Trần Văn Hiệp bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ quy định tại khoản 4, điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Ông Hiệp bị bắt trong quá trình Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an, điều tra vụ án, đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Ngày 2 tháng 1, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, thực hiện khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Hiệp cơ quan điều tra xác định Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Nam Đà Lạt, công ty Sài Gòn Đại Ninh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ông Trần Văn Hiệp, 59 tuổi, ngụ thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, bị bắt khi còn đương chức. Ông Hiệp được bầu làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng từ đầu tháng 11 năm 2020.